Alo, hết giờ làm chưa? Chừng nào về nhà? Sắp về đến nhà rồi. Mua thêm đồ ăn. Mày đến quán Tứ Xuyên mua thêm vài món gì ăn. Mua thêm là ba muốn ăn phải không? Được rồi. Ông Châu à, thật ra ông định dẫn chúng tôi đi đâu ăn? Tôi biết cô cũng đói rồi. Đằng trước có một quán ăn Tứ Xuyên lâu năm, chúng ta đến đó ăn nha. Được. Má, lại chuyện gì nữa? Quán ăn Tứ Xuyên đó Tôn Phạm thường hay đến. Vậy thì đi đâu ăn? Hay là chúng ta đi ăn món Thượng Hải đi? Ông Châu, đột nhiên tôi sực nhớ, tuần trước tôi có đến quán đó ăn, rốt cuộc tôi bị tiêu chảy liên tiếp 3 ngày. Tôi nghĩ hay là chúng ta đi ăn món Thượng Hải đi. Tôi cũng có biết một quán ăn Thượng Hải, vậy chỉ theo ý hai mẹ con cô được chứ? Được, đi thôi. Nè, con ngồi chỗ này đi. Đói bụng quá. Nào nào, cô muốn ăn gì cứ việc gọi, đừng khách sáo. Cô gọi đi. Dạ được, dạ được. Không sao đâu, cứ gọi đi, ăn nhiều một chút mà. Má, được rồi, để tôi gọi. Bình Bình, cô gọi cho cổ, tôi dễ dãi lắm. Cô cần gì cứ việc nói với tôi nha. Cái cầm này nhìn đẹp lắm. Tôi gọi xúc phỉ thúy. Má, lúc này buôn bán có được không? Con chia tài miêu của chúng ta về Đài Bắc rồi, luôn cả gián cũng chết đói. Má nói khoa trương quá. Khoa trương gì chứ? Con không biết mấy bà mấy thím ở cái quê này đều rất trung thành với ông chủ nhỏ. Không có thần tượng, mọi người đều quay đầu bỏ đi hết. Hôm nay không có một bóng người. Bây giờ chỉ có em con đang hát thôi. Má thấy phải đóng cửa. Nếu tiếp tục như vậy nữa, lại phải đi mượn tiền của A Thanh. Dám cúp máy của tôi, vô phép quá. Alo, ông nội. Ông nội, tại sao lại mời quý phụ đến nhà mình ăn cơm? Người ta bây giờ đã quen ăn món đắt tiền, mặc đồ hàng hiệu, ra vào có xe hơi xịn đón đưa. Đến nhà mình ăn cơm cực cho người ta lắm. Cũng may tôi không phải là quý phụ. Tôi mà mặc đồ hiệu thì người sẽ ngứa. Ăn món đắt tiền sẽ bị tiêu chảy, ngồi xe xịn sẽ bị té. Ăn cơm lo ăn cơm. Ăn cơm mà cãi nhau thì mọi người sẽ khó tiêu quá. Mặc kệ tụi nó. Đánh là thương, mắng là yêu. Vậy thì cứ tiếp tục đi. Cha nuôi à, hôm nay má con gọi điện đến nói cửa tiệm vắng mặt trụ cột lớn Tôn Phàm, buôn bán ế ẩm không thể tả nổi. Muốn hỏi thăm ông chủ lớn chừng nào đồng ý cho ông chủ nhỏ trở về. Ba, con còn bận việc ở Đài Bắc, không về đó đâu. Để giải cứu điềm mật mật, tôi đành phải một mình đi về bổn cảng thôi. Không được đâu, con còn có cái này nữa, vẫn chưa hoàn thành mà. Xin lỗi, e là con không giúp được việc này. Tôn Phàm, tao thấy mày ở Đài Bắc cũng không làm trò trống gì. Mày hết cùng đồng đồng về bổn cảng, sự nghiệp nơi đó vừa khởi bước. Con phải để tâm nhiều một chút. Tay sai. Vậy cho con mượn 500 ngàn. Nếu cho mượn, con sẽ về liền. 500 ngàn. Mày đúng là thằng con phá của. Tao vừa mới trả giùm mày một số tiền lớn, mày lại muốn mượn nữa. Con đúng là đặt không sai tên. Phiền quá, phiền quá. Bây giờ con lại gặp rắc rối gì nữa? Bây giờ con không thể nói, nhưng thật sự con rất cần. Không thể nói, vậy thì đừng hòng mượn. Ba đừng ép con có được không? Tóm lại, ba giúp con giải quyết, con lập tức trở về điềm mật mật.
Mày tưởng ba mày là cái máy rút tiền hả? Ba không cho mượn phải không? Vậy con ra ngoài tự con từ từ kiếm tiền. Các vị, ký giao kèo. Tôn Phạm, anh hãy ký giao kèo với cha nuôi. Cầm được tiền lập tức trở về điện mật mật. Trước khi chưa trả hết tiền, tuyệt đối không được đi khỏi. Sao tôi phải nghe cô sắp xếp chứ? Dù gì hiện nay điện mật mật đang làm ăn khấm khá, có thêm 500 ngàn, bất quá thêm 2 tháng thôi. Được rồi, con ký. Mày tưởng ký xét sao? Nói ký là ký, tao là người ra tiền. Cha nuôi, đầu tư vào con của mình là đảm bảo nhất mà. Đảm bảo, đúng là thằng phá của nghiệp chướng. Đừng tưởng là dùng thư hiệp nghị gì đó giúp tôi lấy được số tiền đó thì những chuyện khác có thể bỏ qua hết. Tôi biết, sự giáo huấn của anh tôi đều ghi nhớ trong lòng. Tôi đâu phải người mẫu xinh đẹp gì có thể được tha thứ chứ. Tôi cũng biết, cô tốt hơn họ, giỏi hơn những cô đó. Thật ra, ý của tôi hôm đó là tên dư sồm đó không xứng với cô. Nếu anh có ý tốt, có thể phiền anh nói năng dễ nghe một chút được không? Cô tránh xa Phương Tử Hào, đương nhiên tôi ăn nói sẽ dễ nghe thôi. Tôi đâu phải tin giả chân. Nhưng tôi trước kia là cao thủ trắc nghiệm trí lực của trường trung học Bổn Cảng. Phụ nữ các cô đều là động vật đa cảm. Người ta nói vài câu, trái tim cũng bay đi. Vậy, nếu trái tim tôi cũng bay đi, anh có tiếc không? Tiếc không? Tôi... Tôi... Nghe máy đi. Sợ hả? Không có. Alo. Đồng Đồng. Tiểu Béo nói cô đồng ý cho tôi bản quyền và điều kiện tùy tôi ra. Có phải vì bài hát chủ đề của tôi? Đúng vậy, tâm sự của Tiểu Vũ rất phiêu. Hôm qua tôi đã nghe hơn trăm mấy lần, sắp học thuộc luôn. Và bài hát này rất đúng tâm trạng của Tiểu Vũ. Cảm động quá tôi cũng đã khóc. Vậy chừng nào cô rảnh, tôi muốn bàn với cô về câu chuyện. Tôi hả? Vài ngày nữa sẽ về Bổn Cảng. Vậy ngày mai đến nhà tôi. Đến nhà anh hả? Vậy ngày mai gặp. Trái tim cô muốn bay đi đâu đều không liên quan đến tôi. Từ từ bay. Số tiền này là Tôn Phàm cho cô để má cô trả nợ. Điều kiện là sau khi đưa tiền cho má cô phải lập tức nghỉ việc, bỏ luôn suất hát đêm. Tiền này tôi không thể nhận được, nhất định cô phải nhận. Vì lo chạy tiền giúp cô, ảnh làm việc cả ngày lẫn đêm, thế thân, chở hàng, công nhân dọn dẹp của công ty vệ sinh. Ảnh trở lại làm thế thân, cô có thể tưởng tượng ảnh bị người ta chê cười cỡ nào không? Cô không nhận thì phụ lòng ảnh quá. Tôn Phàm, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Ảnh quan tâm cô. Ảnh đâu rồi? Anh phải cho tôi biết ảnh hiện ở đâu. Tôi muốn gặp ảnh. Tôn Phàm, anh ngốc lắm. Em lấy gì để đền đáp anh? Làm cách gì em cũng không thể đền đáp nổi. Không ai bắt em phải đền đáp. Anh làm gì anh? Anh không thể nhìn em trở nên như vậy.
Tôn Phàm, là em ngốc, em quá ngốc. Em xin lỗi, tất cả sự việc đều là lỗi của em. Mau thay quần áo, ông Châu mời ăn cơm. Má, làm gì vậy? Sao lại có nhiều tiền quá vậy? Để má xem. Trời ơi, má, số tiền này đủ cho má trả nợ chứ? Vậy má trả hết nợ rồi, con có thể không làm nữa đúng không? Vậy đâu có được. Trả nợ là một chuyện, kiếm sống là một chuyện khác, đâu có liên quan gì tới nhau, đúng không? Má, nhưng con không muốn làm ở đây. Con à, trước mắt con làm việc gì có thể kiếm nhiều tiền hơn ở đây chứ, đúng không? Má, má ở đây cũng không vui. Hay là bây giờ chúng ta thử sống cuộc sống khác. Những bài hát con hát đều cao quá, má con không có trình độ nên nghe không hiểu. Đừng nói những chuyện vô bổ nữa, con mau thay quần áo, má ở dưới lầu chờ con nha. Nhanh đó. Chúng ta như vai chính trong phim cổ trang. Nào, hiệp sĩ cứu người đẹp, tú tài giành vợ gì đó. Anh đừng nghĩ lung tung nữa. Bây giờ tôi xem Tiểu Chân là bạn thôi. Anh đừng tự lừa dối mình nữa. Tiểu Chân, chẳng phải đã nói cùng đi ăn cơm sao? Má, con làm con ngoan mệt quá rồi. Con không muốn hát nữa, không muốn tiền qua, cũng không muốn ăn cơm. Có được không? Con đang nói tiếng Anh hay tiếng Pháp gì hả? Tiểu Chân, hai mẹ con chúng ta dựa vào nhau mà sống bấy lâu nay. Má đừng nói gì nữa, những gì má nói con thuộc lòng rồi. Vậy thì tốt. Má cũng không muốn ở ngoài đường nói những chuyện này, xấu hổ lắm đó. Mộng Bình à, hai mẹ con cô còn phải nói bao lâu nữa? Tôi mệt lắm rồi. Chờ thêm chút nữa. Đi ăn cơm. Con không đi. Hai mẹ con cô đang cãi nhau hả? Phải không? Tôi bên cô. Không sao đâu, mặc kệ má cô. Trông cô kìa, sao lại trề môi? Không được đụng vào. Tiểu Chân, chúng ta đi. Cái thằng kia, thì ra là mày dụ dỗ Tiểu Chân của tao. Muốn chết hả? Mày muốn chết hả? Tiểu Chân, đi với anh. Tiểu Chân, Tiểu Chân, con bỏ má lại mà đi sao? Má, con xin lỗi. Con muốn sống cuộc sống của con. Tiểu Chân, đừng đi mà. Trở lại. Trở lại đây. Trở lại đây. Sắc mặt anh rất tệ. Hay là hôm khác chúng ta bàn tiếp. Chẳng phải cô sẽ về bổn cảng sao? Tôi không muốn lãng phí thời gian. Tử Hào, có phải chuyện của anh rất khó giải quyết? Nếu anh muốn mắng anh Lực, tôi có thể ở bên anh. Chờ khi nào anh trách xong rồi, trong lòng dễ chịu rồi, đầu óc sẽ tỉnh táo để nghĩ câu chuyện. Đó là cách của cô, với tôi thì vô ích. Nói thử cách nghĩ của cô đối với kết cục của câu chuyện. Câu chuyện này không thể nào có kết cục. Những gì Tiểu Vũ đã làm, chỉ muốn âm thầm ở bên cạnh Rainbow. Tạnh mưa rồi, cầu vồng mới xuất hiện, là định luật của tự nhiên. Định sẵn câu chuyện này không có kết cục. Nhưng tôi cần phải cho câu chuyện này có kết cục. Bộ phim không có kết cục chẳng khác gì bọn Kim Quang Đảng chuyên lừa người vậy. Tử Hào, anh sao vậy? Để tôi gọi điện cho Tiểu Béo. Không cần. Không cần, tôi không sao. Chỉ là ngủ không đủ giấc thôi. Mệt quá. Có phải anh cũng chưa ăn cơm? Tôi cũng không nhớ nữa. Chắc là chưa ăn. Tử Hào, Tử Hào, anh tỉnh lại đi. Anh đừng làm tôi sợ, Tử Hào. Thank you.
Mấy bộ đồ này do anh Dương đi mượn của bạn gái, em mặc tạm trước nha. Được, cảm ơn. Mấy ngày nay ráng ở tạm đây trước. Được, cảm ơn. Tại sao cứ luôn miệng nói cảm ơn? Chỉ vì anh không muốn thấy em bị người ta ức hiếp. Tuy bỏ nhà ra đi như vậy, chắc chắn má sẽ không tha thứ cho em. Cũng may có anh ở bên em, một mình em chắc chắn không đủ can đảm làm vậy. Không sao đâu, chỉ cần em có lòng tin, tất cả sự việc đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Bây giờ không còn sớm nữa, anh về nha. Anh định về hả? Không ở lại với em nữa sao? Ngày mai anh phải về bổn cảng, còn một số hành lý cần phải sắp xếp. Không sao đâu, anh có dặn A Dân, ảnh sẽ chăm lo cho em. Không thì sáng ngày mai trước khi anh đi sẽ ghé thăm em. Tôn Phạm, em không muốn ở một mình. Em muốn cùng anh đi bổn cảng. Má. Má. Anh tỉnh rồi hả? Sao cô còn ở đây? Tôi thấy anh bị xỉu cho nên ở lại. Ăn chút gì nha. Trong tủ lạnh nhà anh toàn là thức ăn Tây, tôi không biết nấu. Tôi chỉ nấu nồi cháo đông biển. Hèn gì tôi ngửi được mùi cơm của má tôi nấu. Má tôi cứ chê tôi gầy, phải ăn nhiều cháo rong biển để bổ khí. Đúng đó, anh nên bồi bổ thêm nguyên khí. Ăn một chén nha. Không ăn hả? Không ngon phải không? Không phải. Mùi vị này rất giống má của tôi. Má tôi lừa dối tôi, phản bội giao ước của chúng tôi. Lâu lắm trước kia, tôi đã quyết định không nghĩ đến má nữa. Nhưng mà chén cháo này lại làm cho tôi nghĩ đến má. Thịt chà bông. Bây giờ là chén cháo thịt chà bông, có thể ăn rồi chứ? Như vậy là tự lừa dối mình. Tự hào. Tôi không biết tại sao má anh lại lừa dối anh. Nhưng tôi cũng từng lừa gạt người ta, cũng từng phản bội người ta. Không hẳn là gì anh không thích người ta. Có nhiều lúc làm gì anh thật sự bất đắc dĩ. Đừng nói nhiều với tôi như vậy. Tôi cũng đã có nghĩ đến lâu rồi. Vì có bỏ ra nên mới có sự may rủi bị người khác phản bội. Bỏ ra càng nhiều, may rủi càng lớn. Nhưng nếu anh không bỏ ra, cho dù anh có thắng được cả thế giới, không ai chia sẻ với anh, anh không cảm thấy buồn chán sao? Người muốn đứng trên cao thì chỉ có thể chấp nhận buồn chán. Tự hào. Nếu như anh có thể như người thường chúng tôi, thỉnh thoảng cũng nên tha thứ cho sự bất đắc dĩ của người khác, thì anh sẽ không cô đơn như vậy. Anh đừng khó tính như vậy chứ. Phiền não của ngày mai thì hãy để ngày mai giải quyết. Ít ra hôm nay có thể vui vẻ một chút. Nào.
Không cho Tinh Giả Chân theo. Vậy cổ còn có chỗ nào khác để đi không? Thật ra có một người đẹp như Tinh Giả Chân bên cạnh, mùa xuân của bổn cảng đã đến cũng được chứ. Cổ đến đó thì không thể phát triển, chỉ cần phát triển cùng anh là đủ rồi. Chính vì tôi sợ cổ nghĩ như vậy, tính của tôi là nước đổ rồi khó thu hồi. Nếu như cổ muốn gương vỡ lại lành, vậy thì tôi sẽ rất thảm. Thảm nhất cũng không thể hơn Đồng Đồng nổi ghen. Anh cũng giải thích không rõ, anh đừng nói bậy có được không? Tôi và Đồng Đồng không có quan hệ gì hết. Cổ không phải tuyếp người tôi thích, và tôi cũng không phải tuyếp người cổ thích. Vậy hả? Vậy sao tôi nghe Tiểu Tề nói hai người ở bổn cảng nhiều chuyện? Tôn Phàm kẹp ở giữa hai người con gái biểu diễn thay lòng, coi chừng trái tim tách làm đôi. Lâm Chánh Dân, được rồi, nói thật nha, Đồng Đồng biết Tinh Giả Chân đi theo anh không? Không cần biết, dù gì trong lòng cổ chỉ có Phương Tử Hào thôi. Thần tượng là thần tượng, người yêu là người yêu, có hiểu không? Bả đậu, anh đừng có nhiều chuyện. Sĩ diện quan trọng, giọng điệu cũng phải cứng. Nè, anh cho em biết, Tiểu Chân sẽ theo anh đến bổn cảng. Phần em chịu trách nhiệm chăm sóc, tự nhiên một chút, phải làm ra dáng ông chủ, có nghe không? Tuyệt. Tại sao không mang theo chìa khóa? Anh cho em biết, Tiểu Chân, Tôn Phàm. Chào cô. Anh tìm Đồng Đồng hả? Không có ở nhà. Đêm hôm qua đi thảo luận kịch bản câu chuyện. Tôi nghĩ có thể làm gì hôm nay chỉ phải về bổn cảng, cho nên phải tranh thủ thời gian. Cổ đêm hôm qua không có về nhà. Anh có cần vào nhà ngồi một lát? Chắc Đồng Đồng cũng sắp về đến rồi. Không cần đâu, cảm ơn. Anh đến tìm Đồng Đồng sớm như vậy, có gì cần tôi nhắn lại không? Đúng ra là có, bây giờ không cần nữa. Bye bye. Cái gì đúng ra có, bây giờ không cần nữa? Mới sáng sớm đến đây tìm mình, chắc chắn có chuyện. Nếu không có chuyện, mới sáng sớm đến chỉ để bấm chuông sao? Chắc là hiểu lầm thôi. Chị chưa thấy bộ dạng hách dịch của Tôn Phàm, thấy ghét lắm. Cô chắc chắn đã qua đêm với Phương Tử Hào. Tên lừa bịp, dê sồm. Đồng, đánh là yêu, mắng là thương. Tôi cảm thấy Tôn Phàm rất lo cho chị. Lo cho tôi thì sao lại phóng nguyên gói thuốc nổ vào người tôi? Cũng phải. Dạo này Phương Tử Hào qua lại với chị thường như vậy, chị nên nắm bắt cơ hội, cố gắng tranh thủ làm bà Phương chính hiệu. Tôn Phàm so với Phương Tử Hào thấp kém quá. Phải đó, quen làm gì với loại thấp kém đó. Sao vậy? Không được khỏe hả? Đêm qua không ngủ được, có chút hơi mệt. Nếu muốn ngủ, có thể dựa vào người của anh, nếu không sẽ bị đập đầu vào cửa kính. Lần đầu tiên tôi đến bổn cảng, mong được cô chiếu cố nhiều. Không cần tôi đâu, ảnh sẽ chiếu cố cô thật tốt. Tôn Phàm vừa làm việc vừa mượn tiền khắp nơi giúp tôi giải quyết khó khăn. Tôi thực sự không muốn làm phiền ảnh nữa. Lúc này Tôn Phàm thật sự xuống dốc quá. Nghe nói ảnh lại đi làm thế thân. Nè, cô có giấy thông hành không? Giấy thông hành gì chứ? Nè, anh có giấy thông hành từ lúc nào? Anh bắt đầu từ lúc nào xe tóc giận?
Cho con mượn 500 ngàn, ba cho mượn, con sẽ đi liền. Mày là thằng phá của, tao vừa mới trả giùm mày một số tiền lớn, bây giờ lại mượn. Bây giờ con không thể nói, nhưng thật sự con rất cần. Cô không cần lo tạm ứng bản thuế, về việc bị anh Lực lấy đi hết, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Fun House không thể vì thiếu một châu thiên lực thì xoay không nổi. Cứ vậy đi. Tử Hào à, cậu phải suy nghĩ tình trạng của A Lực sẽ mang lại cho cậu bao nhiêu ảnh hưởng. Đầu tư điện ảnh cần một số tiền lớn, cậu phải nghĩ kỹ. Còn nữa, hiện nay bao nhiêu tâm trí cậu đều đặt vào Ngô Quốc Lương, cậu định để ai ra xử lý gián bài này? Thầy đi. Tôi... Cậu muốn tôi dắt cái thân già này đi nhờ giả ổng thì không thành vấn đề. Nhưng mà cậu là đứa con nít miệng còn hôi sữa, tại sao đại soái phải nghe theo thằng con nít đanh miệng còn hôi sữa để khuân kiệu cho cậu chứ? Không ai cho ông ấy sân khấu. Có ai gọi ổng là đại soái, tôi cho ổng sân khấu, đương nhiên ổng sẽ hợp tác với tôi. Người ta thiếu nợ bỏ trốn còn không kịp, đâu ai ngang tàng như cậu. Bộ phim kế thừa của Ngô Quốc Lương lần này ngừng quay, chọn vai thất bại, chủ đầu tư rút vốn, chắc chắn té đến mặt sưng mũi bầm, cần có thời gian điều trị. Tôi chính là thuốc đặc trị của ông ấy. Cả giới giải trí đều biết Phương Tử Hào là fan của Ngô Quốc Lương. Hiện nay tôi vẫn đồng ý khẳng định ông ấy, mời ông giám chế điện ảnh, đào tạo người mới. Fan đã chờ mong lâu năm, cuối cùng đã bắt tay hợp tác với thần tượng già. Loại câu chuyện hấp dẫn này giải trí đầu đề thích nhất. Thật không ngờ tôi có thể dạy dỗ ra một học trò thông minh như vậy. Cảm ơn thầy khen. Lúc thầy bàn với Ngô Quốc Lương, hãy dùng quan điểm chinh phục thuyết phục ông ấy. Chinh phục? Cậu muốn tôi chinh phục ai? Chinh phục tôi? Cậu? Chào ông, đây là thẻ phòng của ông. Chúc ông ở trọ vui vẻ. Cảm ơn. Tiểu Chân, khách sạn này là đẹp nhất, nổi tiếng nhất ở bổn cảng này. Đúng là đất đẹp. Tâm trạng cũng vui hẳn lên. Tôn Phàm, anh cũng ở đây chứ? Anh là chiêu bài của Điềm Mật Mật, đương nhiên phải ở chỗ đó. Chỗ này tuy rất đẹp, nhưng chắc là đắt lắm. Anh đừng tốn tiền nữa. Tạm thời để em nằm dưới đất ở trong phòng anh được rồi. Em không sao đâu. Không được. Chúng ta không cần thiết làm cho người khác hiểu lầm. Tuy chúng ta thật sự không có gì, nhưng vẫn là không tiện lắm. Giờ anh cũng nói chúng ta không có gì, vậy anh càng không có lý do bắt em phải ở nơi tốn tiền như vậy. Em ổn định chỗ ở trước rồi tính sao. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Này chính là Điềm Mật Mật của chúng tôi. Ông chủ nhỏ, cậu về rồi hả? Đây là bạn của tôi. Mời ngồi, mời vào trong, mời vào trong. Mời ngồi. Muốn uống chút gì không? Sao cũng được, được. Xin chào, tôi tên là Du Hữu Kỳ, cứ gọi tôi là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, chào em rất dễ thương, chị cũng rất đẹp. Đôi mắt to, da trắng hồng, chị là chị gái xinh đẹp. Chị gái này chẳng những xinh đẹp, thân hình cũng đẹp và rất dịu dàng. Ông chủ nhỏ anh rể chắc là thích chị gái này hơn phải không? Vậy chị Du Hữu Đồng của em sẽ thất tình rồi. Nè, làm gì? Thay quần áo. Thay quần áo làm gì? Là ông chủ nhỏ của Điềm Mật Mật, là không biết hôm nay là đêm ngôi sao hả? Đêm ngôi sao?
Cô là trợ lý sách hoạch, tại sao chị biết sập cơm nguội? Đêm mưa sao đã tổ chức rồi, tổ chức rồi thì không thể tổ chức nữa sao? Vậy hôm qua anh ăn cơm rồi, tại sao hôm nay lại ăn nữa? Đêm mưa sao hiệu quả không được tốt mấy, vũ hội quá trang mới là lập kỷ lục. Nếu hôm đó không nhờ tôi ra tay ngăn cách lại thì cô đã bị fan của tôi đập dẹp lép luôn. Hai người thường cãi nhau như vậy phải không? Quen rồi. Quá Dượng nói rất bực mình giờ ảnh vì đã mê anh nên đi tìm một đám người đến chuốc rượu anh. Tôi đã giúp anh uống đỡ cho anh, tại sao anh không nhắc đến? Cầm lấy đi. Má Tổ nương nương, trong lòng con đang rối bời, con không biết phải làm sao tiếp xúc nói chuyện với Tôn Phàm. Má Tổ giúp con báo mộng cho ảnh. Má Tổ nói với ảnh đều là do ảnh. Khi không dẫn tin giả chân vào bổn cảng làm gì? Ở bổn cảng thật sự không quan nghênh tin giả chân. Nếu ảnh đưa tin giả chân về Đài Bắc thì con sẽ bỏ qua cho ảnh. Đồng Đồng à, khuya lắm rồi con còn bàn điều kiện với má Tổ nương nương. Chú à, sao chú lại nghe lén con nói chuyện với má Tổ nương nương? Đồng Đồng à, khuya lắm rồi má Tổ nương nương cũng phải nghỉ ngơi. Con có chuyện gì ngày mai hãy xin má Tổ, bây giờ thì đừng có làm ồn. Nay nương nương đã thức rồi, giúp con báo mộng trước nha. Cảm ơn, cảm ơn. Chú à, chú định đi ra ngoài hả? Ông bà nội của Phương Tử Hào từ bên Mỹ trở về, tôi phải đến nhà cậu ấy. Ông bà nội của ảnh có biết chuyện của ảnh không? Tử Hào có chuyện gì vậy? Không có gì. Chú à, chú biết Tử Hào từ lúc nhỏ hả? Lúc bà má nó đám cưới, tôi còn là người tổng tiếp tân. Vậy à? Vậy chú có biết má của Tử Hào đã qua đời như thế nào không? Năm xưa đều nói bị bệnh chết, nhưng mấy năm nay lại nghe người ta nói là tự sát. Tự sát? Ba của nó làm ăn thất bại bỏ trốn, má nó không chịu được sức ép của cuộc sống nên tự sát. Thằng Tử Hào từ nhỏ đến lớn quen được kiều chuộng, một mình lưu lạc ngoài đường phố. Tội nghiệp lắm. Nó năm xưa lúc được ông nội dẫn về bổn cảng, năm ngày liền không nói một câu nào, như thằng câm vậy. Không biết nó ở New York đã chịu khổ bao nhiêu rồi. Hèn gì đêm hôm đó Tử Hào là như vậy. Đồng Đồng à, nghe nói con trai của lão Tôn biết ca biết hát rất hài hước, ở nhà của cô rất ăn khách. Và phải, điềm mật mật nhờ có ảnh, buôn bán trở nên khấm khá. Và con cảm thấy ảnh rất có sức hấp dẫn của ngôi sao lớn. Tiếc quá, chỉ vì má của nó nên ba của nó không thể nào cho nó đi theo ngành diễn nghệ. Tại sao vậy? Chú à, tại sao vậy chứ? Anh Quốc Lương à, Tử Hào là học trò của tôi. Tôi dám đảm bảo, nó tuyệt đối là một đạo diễn giỏi. Phim ngắn do nó quay được thưởng khi nó còn học đại học, tôi có xem qua. MV do nó làm đạo diễn tôi cũng xem qua, cũng được. Muốn tôi làm giám chế, tôi có thể xét lại. Hợp tác như vậy, chúng ta có thể sáng tác cùng thắng, không dội. Chúng ta giao ước 3 chương, đồng ý rồi mới tính. Mời ông nói. Thứ nhất, từ tiền chế tác đến quay phim, không thể dựa vào tâm trạng sở thích của cá nhân cậu để quyết định chọn vai đổi vai hoặc là ngừng quay. Được thôi. Nhất là nữ diễn viên. Nói thật nha, cậu có kỷ lục không được tốt. Ông không cần đặc biệt nhấn mạnh, tôi làm được. Thứ hai, tôn trọng chuyên nghiệp của tất cả nhân viên làm việc, học tập tiếp thu ý kiến của họ. Thông thường ý kiến của họ chưa hẳn là điều thứ ba. Lúc cậu và tất cả nhân viên có ý kiến không hợp thì với quyết định của tôi là ý sau cùng, ai cũng không được dị nghị. Nếu cậu chỉ muốn tìm một giám chế cho có tên thôi, hãy đi tìm người khác. Trong danh sách tôi chỉ có ông. Yêu cầu của ông tôi sẽ nhờ luật sư liệt vào trong hợp đồng. Tốt. Cậu là người kiêu ngạo nóng tính. Tôi có thêm một điều khoản phụ. Tôi muốn cá nhân cậu hứa. Mời ông nói. Bắt đầu từ bây giờ,
quên đi mình là ngôi sao thần tượng và công lao thành tích là thiên dương đĩa hát của cậu. Bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là một người mới, đạo diễn mới, trong ngành điện ảnh hoàn toàn mới, học lại từ đầu. Anh Quốc Lương, nghiêm túc quá, làm như đang dạy con của anh vậy. Đúng vậy. Một người hoàn toàn không tin có tình yêu thật, muốn quay một bộ phim thuần yêu sẽ là một sự khiêu chiến có rất nhiều khó khăn. Nói thật, tôi rất thích câu chuyện của cậu. Nhưng mà một bộ phim thành công hay không, quan trọng nhất phải xem người làm đạo diễn có thể suy nghĩ tình yêu lại không. Nhất là cuộc tình không có tì vết gì. Liên quan đến chuyện này, giám chế có giỏi cách mấy cũng không giúp được gì. Được, tôi đồng ý hứa. Tôi sẽ dùng tâm trạng của một người mới đi tìm hiểu thể nghiệm cái gì là tình yêu trong sáng. Tôi sẽ làm được. Tốt. Nào. Chú, vì con đã dặn chú đừng quên nha. Con đã nói 18 lần rồi, ta biết rồi, sáng ngày mai ta sẽ làm xong cho con. Cảm ơn. Vậy ta vào trong nha. Ngủ ngon. Chú à, việc con lần thứ 19 rồi đó. Con yên tâm, ta đâu có mắc bệnh già lú lẫn, ta không quên đâu. Không phải, con muốn phiền chú nói với ông bà nội của Tử Hào, khi nào rảnh gọi điện cho ảnh. Hai ngày nay tâm trạng ảnh không được vui, cần có người quan tâm một chút. Con đúng là một bà quản gia, khu vực do con quản sao nhiều người quá vậy. Vì nhà ở gần biển mà, nên quản tương đối rộng. Thôi được rồi, ta sẽ chuyển lời giùm con. Cảm ơn nhiều. Chú có lòng tốt sẽ nhận được đền đáp. Ngủ ngon. Alo, có một việc tôi muốn cô là người đầu tiên được biết. Tôi đâu có quan trọng như vậy chứ. Có đó. Ngô Quốc Lương đã chấp nhận làm giám chế cho bộ phim Lời Thì Thầm của cậu Dòng rồi. Thật hả? Ngô Quốc Lương đã nhận lời rồi hả? Vậy Tử Hào chắc là anh vui lắm phải không? Từ nhỏ ông ấy đã là thần tượng của anh mà. Đúng là rất vui. Vậy thì tốt quá, xung hỷ xung hỷ. Những chuyện xui xẻo của anh Lực chắc chắn sẽ nhanh chóng được giải quyết. Cô đang ở bên bờ sông hả? Sao anh biết? Tiếng sóng ở nơi đó rất đặc biệt, rất thoải mái. Tử Hào, nếu anh cảm thấy mệt mỏi thì hãy về bổn cảng bổ sung năng lượng. Đừng có cố chịu đựng. Cô yên tâm, tất cả mọi việc tôi đều có thể giải quyết. Tôi là Phương Tử Hào mà. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Cô đang ở bên bờ sông hả? Tiếng sóng ở nơi đó rất đặc biệt, rất thoải mái. Tiểu Chân, Tôn Phạm, em mượn xe của khách sạn, em mới ra ngoài một chút đã hư rồi. Chỉ là bị súc sên thôi, chuyện nhỏ mà. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đạp xe không có anh là không được. Bây giờ em biết rồi. Anh muốn nói những chuyện này trước nay đều do đàn ông làm mà.
Lần đó quyết định đến Hoa Đông đạp xe. Sáng sớm mỗi ngày anh đều đến bảo em dậy để tập luyện. Cuối cùng do tập luyện quá mức, đến nỗi trước một ngày xuất phát, chân nổi đầy bọc nước, làm cho chuyến đi không thành. Đúng vậy, mới đó không bao lâu, cảm giác cứ như là của thế kỷ trước. Ok, xong rồi. Tay anh dơ hết rồi. Nào. Không sao đâu, để anh tự lau. Anh sợ làm dơ tay của em. Tử Hào, anh nói tiếng sóng của bổn cảng có thể khiến anh bình yên. Chuyện của anh Lực, tôi không thể giúp được gì cho anh, nhưng tôi có cách để anh nghe được tiếng sóng của bổn cảng. Chú ý nghe nha. Anh nghe thấy chưa? Tiếng sóng của bổn cảng. Tôi nghe được rồi. Cảm ơn. Anh về rồi hả? Dư hơi, âm hưởng bao quanh lập thể để anh nghe sẽ rõ hơn. Không tức cười, tôi xin lỗi. Vẫn chưa đến lúc đó. Cô nghĩ ngợi nhiều quá. Biển ở đây rất đẹp. Tâm trạng thấy dễ chịu hẳn lên. Biển mênh mông quá. Muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Em hiểu ý của anh. Cho dù trốn ở đâu cũng chỉ là tạm thời thôi. Những gì anh phải đối mặt vẫn còn ở đó. Tiểu Chân, anh chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Cái tật đa sầu đa cảm của em tại sao vẫn không thay đổi? Trước giờ đều như vậy mà. Em nghiêm chỉnh quá. Còn anh thì tùy tiện quá. Anh thay đổi rồi. Em cũng phải thay đổi đi. Sau khi quảng cáo té xe, ông nội, ba anh và đồng đồng, ai cũng đều nói việc anh thất bại là vấn đề ở bản thân anh. Nói đến anh không còn ra gì. Anh không phục. Nhưng mà sau đó nghĩ lại, họ nói cũng không sai. Mới gặp chuyện không dự ý đã đẩy vấn đề cho người khác, làm như chỉ có mình là đúng thôi.半夜三点寂寞若隐若现，要来你在我身边，将孤单统统消灭。我的手你可要牢牢地牵，因为我们即将起飞。有了你在身边，我雨点都不累，自信还大大加倍。有我在你身边，把悲伤化作喜悦，让梦想全都实现。